Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Horizon Zero Dawn. Lần trước là mình đã bắt được cái con này rồi. Thì hôm nay chúng ta vào vấn đề luôn, chúng ta phải đi qua cái cánh cổng này kìa. Sau hồi nãy giờ mình ngồi chơi thì nó cũng khá là thú vị để tập làm quen với cái con này. Thì để coi có cái đường đi, mình tưởng là đá sập cổng luôn. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Karja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. Huh. And then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. You said I won the proving. How did you know that? I spoke to survivors. They said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? I'm very sorry. I liked her. I think we might have even become friends if we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. You said War Chief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Of course I did. But Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the Embrace. And to guard this gate. To guard the Embrace. With my life. That was days ago. And since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead. If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend. An unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Oh, you have no idea. She's my mother. You said the war party was massacred. How? When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you, and... I get it, Varl. I'll see what I can do. Và để mình dịch sơ cho các bạn hiểu là cái tộc trưởng, không phải tộc trưởng nữa rồi, cái bà đó, bà là trưởng ban chiến đấu gì đó, nói chung là vậy. Thì sau khi mà chúng ta bị tấn công tại cái The Roving á, thì bà là người được cử
để đi theo cái đám giết người nãy, và bà cử thằng này đứng ngay canh cổng này, nhưng mà từ lúc bà đi tới bây giờ thì bà không có quay trở về và không ai biết tại sao. Và chúng ta sẽ có thể là hai bà còn sống hoặc là bà có thể bà đã chết rồi chẳng hạn, và chúng ta sẽ là người đi tìm hiểu và để tìm xem bà còn sống hay không, và tìm hiểu về cái chuyện nếu mà bà có mất tích thì để xem có chuyện gì xảy ra. Mở đây, cái đó nhìn như nhiệm vụ phụ. Thì mình là lấy mấy cái này nè. Got a rich wood gì đây. Đâu rồi? Đấy cơ. Cái game này bắt đầu giờ nó hơi khó đi rồi nha. Nhưng mà hơn là nó chỉ đường thẳng lên trên màn hình luôn, thì các bạn đỡ phải đi tìm cái chỗ này nọ nhiều, cho nên không sai đâu lắm. Gì đây? Nào, chỉ đường hay vậy? Sao nó không chỉ đại dưới luôn giờ? Để mình có phóng ngựa xuống luôn, tự nhiên chỉ trên đây làm sao mà giờ phải đu xuống, đu cho đã xuống rồi lại không có cái con kia để cưỡi. Nhưng mà để mình coi mình bắt được cái con này không. Nếu mà bạn có, nếu mà màu vàng vàng á, là tức là nó chỉ mới nhìn thấy bạn thôi, nhưng mà nó chưa biết bạn đứng đâu, cho đến khi nó đỏ lên nó mới phát hiện bạn là như thế nào, ở đâu. Crazy hostile machine. Con này rất mạnh lắm, manh động. Nó biết mình đứng đây rồi. Nó chạy, nó chạy. Wow, wow, con này chưa đâu đây. Có nên bắn này hôm nay mình thu phục nhỏ con này tới à. Đang tính thu phục con này mà bị phát hiện đi mới ghê chứ. Trột mà nó né. Dính liền. Để mình lẻn ra sau con này kìa. Kêu này lại coi. Lại đây em. Lại đây, lại đây. Nhanh, nhanh. Nó phát hiện luôn rồi. Lúc cần thì bây giờ con này có gì không? Hồi máu lại coi. Đây, tăng máu lại đây. Nói chung các bạn, mấy cái này mình nghĩ là hồ máu cũng thoải mái, tại vì mấy cái này nó hồ máu cũng nhiều lắm, cho nên khỏi phải lo thiếu máu. Ngoài đây đi một hồi là có mấy cái cây rồi mấy cái gì đó nó cho máu rồi cho đồ này nọ. Để cho mình wrap cung tên lại cái 26-30 triệu đồng. Mình nghĩ là mình nên xài hết rồi mình hẳn craft cái 10 lần như vậy, chứ không mà lâu lâu nó lại phí mấy cây cung. Nếu mà bạn nào craft mới mà bạn vẫn còn dư mấy cây á. Bấm vuông để bơi mà không bị phát hiện để ok, cái đó để tính sau. Chúng ta lưu cái nhẹ chúng ta đi tiếp. Chứ mấy chỗ này Trade Discover Merchant. Mấy đứa này nó bán đồ, mình coi xem nó có đồ gì ngon. Sling Robcaster Outfit. Gì đây, Panuk Ice Hunter gì đây. Nhìn cũng được. Nora Survival Medium. Mới tính ra mấy cái này nó cũng không khác gì mấy so với cái đồ mình đang mặc ha. Có điều mà có mấy cái như này nó lại 50-50 thì nó lại nhiều hơn nhiều. Ồ, cái này 15 mình tăng nhiều á. Đồ là đồ Legendary rồi. Legendary màu tím rồi. Cũng được. 900 Metal Shore, trời nhiều vậy.
Má mình lấy, mình nghĩ mình lấy quá trời luôn á, mình có 220 à. 900 Metal Shard, 2 cái Watcher Heart. Watcher Heart thì chắc dễ tìm rồi. 40 place, mấy cái này cũng dễ tìm rồi chứ, đều Metal Shard hơi bị lâu á. Fast Travel Back, 2 cái. Trap Potion. Antidote Blast Trap một đống luôn. Hell Regen Potion Ammo. Free Sample Box. Modification Box Special. Ủa ngàn mấy luôn. Đây là gì đây? Chill Water. Cái này cũng không rõ lắm nha. Ok, để mình mở thử cái hộp kia xem mình có cái đồ gì không. Ồ, cũng được, cũng ngon. Fast Travel Pack. Cho cái bẫy mấy kia thôi, chạy đi tiếp nè. Đường cái vây dài, chúng ta còn một đêm rất là dài. Metal Shard, đúng rồi, cứ lấy hết đi. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều Metal Shard để mua đồ legendary mà. Focus is picking up some kind of signal. Maybe I can scan it. Those ruins. That must be Devil's Thirst. A city of the old ones. Of the metal world. Rider, thằng chị này nó chịu cũng khá là lâu ấy, mình bắn nãy giờ mà nó không chết. Trừ lúc ù đông, có vẻ đông. Chưa thấy rồi. Nếu bạn lại gần thì bạn có thể stealth take down mấy cái con này nữa. Là đánh cận chiến mà đánh lúc á thì nó sẽ giúp cho bạn kiểu như là không bị phát hiện, với lại là đánh mau chết hơn, đánh một phát là chết liền luôn. Để xem con này nó có gì không. Shock coin. Place. 500 mấy mét là hả? Xa xôi vậy. Mà đi trên đây đâu phải dàn vừa đâu. Lúc nào đi cũng có mấy con gì nó đứng xung quanh quá trời nè. Giết mấy con lô rồi, có lát như mình lấy mấy cái phát team meet gì á, là để cho sao bạn có thể nâng cấp ba cái đồ chứa của các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu chứa nhiều đồ hơn thì bạn phải đánh mấy con mà kia, còn mấy móc thì chỉ đều dùng để này nọ thôi. Cái con này cái điểm yếu của nó là nguyên cái body nó luôn. Đang cố đi rất là nhanh nhưng mà ấy mà bị mấy con này phát hiện, nhưng mà tại mấy con này nó đông quá. Giờ chị mày quen cái chỗ này rồi, giờ sao nhào vô đó, không mất máu, làm việc rất là điều mệt. Mấy con này chỉ là Watcher thôi, sau này ngày này sẽ có nhiều con nó mạnh hơn như thế này nhiều. Trên đường đi có vẻ trong gai nha. Đi một hồi, ủa sao nó chỉ đường ngổ vậy ta? Sao nó chỉ đường tắt đâm thẳng một đường qua, nó làm mình đi nguyên một đường lên, nhờ nó kêu mình đi xuống ngược lại. Giờ mà đi cái hướng bên này nó cũng đâu hết mẹ đâu.
Ê, nhưng mà mình khoái bắn hết cái đống này nha. Nhìn cái dây. Ôi phải. Nó bắn mà nó. Ơi hết hồn, con Kyudora vậy. Chưa đưa ra vậy. Hình như con này nó có gì trên lưng thì phải. Nó sợ là... nó sợ điện hay gì á. Với lại xuyên giáp. Tức là các bạn phải bắn rất là chính xác nó mới tăng đam được. Con này, con này chưa đưa ra ta. Rồi một con đã chết. Metal vessel. Ồ mấy con này nó lại có metal vessel nha. Mà đường đi qua tới kia mà sao lắm trong gai. Để mình stealth take down thôi cho nó dễ. Chứ không mấy con này quốc đau quá. Đó, phải vậy chứ. Đó, nhanh gọn lẹ không. Tự nhiên đang đánh bên này cái nó đi sau lưng nó quốc mình luôn. Vãi cái trưởng. Nhưng mà sao cái đó cũng là cái trải nghiệm thú vị ha. Nó đánh mình cũng đau thiệt á, nhưng mà đánh cũng khá là vui. Mấy con này cứ tưng nhảy tới nhảy lui cái kiểu. Có cái play The War Chief Trail. Chúng ta sẽ đi theo bước chân của trưởng War Chief, cái mi lãnh đạo chiến tranh nha. Là kiểu như mấy ông này là có đằng kia có con nữa kìa. Mình xem mình có Silent Strike được không. Crazer, mấy con này gọi là Crazer. Ba con này nó giống như là nó gắn những cái ổ điện trên lưng nó vậy ha. Nhìn những cái ổ cắm điện, nhìn những cái đồ nó cắm như ổ cắm điện nha. There's got to be a way to override even these things. Một đống luôn vậy. Con kia con gì? À con heo. Trời mình cứ tưởng con gì vậy. Mà tại không thấy nó phát sáng, con không biết nó là con gì. Chỗ này đi hết được rồi. Lại đem, lại đem. Đó, phải dễ không không? Để kêu con này lại coi. Mà mấy con này nó chắc nó uống nước chứ cũng mình đi ngang qua đúng. Coi nó uống nước mà nó còn sâu. Có một Strider. Nó còn xoáy cái đầu nó xuống dưới nữa chứ. Hay thật. Để cái con kia nó đi ngang qua cái nhẹ coi. Cái con này đúng xác rạc hết rồi sao mà đánh. Đó, điều khiển được con này à. Con này nào hồi nãy mình điều khiển nó còn đi quất mấy con khác nữa nha. Là lúc mà mình điều khiển, lúc mà mình nãy mình thử á là nó đi quất mấy con khác khá là bựa. Nó né rồi mà nó còn dính nữa chứ trời. Bước nó đi em, đúng rồi. Hai thanh niên quấn lộn nhau. Đó, phải vậy chứ. Đúng không? Override cái nhà là ngon.
Hồi nãy mình có override con này thử một lần rồi, xong cái nó vừa mới override không có một cái con khác nhào vô, nó bút một phát con kia chết ngay lập tức luôn, chết một phát. Tại có thể con này nó bự hơn con này nhiều cho nên có thể là chết lâu, chứ hồi nãy mình thử là nó đánh một phát là chết luôn. Cái con nó cũng khá là ngộ nghĩnh, cái con Watcher ấy, cái con mà kẻ trông coi á, nhiều cái cũng khá là thú vị. Đi nãy giờ có nhiêu đó mà bị mấy con này nó đông quá, phải tìm đường, với lại mình đi tới đâu mình cũng lượm đồ tới đó cho chắc ăn, là chúng ta không bỏ sót cái gì hết và chúng ta có đủ đồ để sau này chúng ta craft này nọ kiểu nếu cần thiết. Thế mình lượm cũng khá là nhiều chứ, Richwood gì để craft đồ. Shark Watcher có một con nó bị gục đây sẵn rồi, một đống Watcher luôn. Công nhận cái trong game nó nhìn đẹp thiệt cũng chứ. Thấy con gì di chuyển vậy ta? Con này con gì? Để coi search con này xem nó có gì mọi người không? Con gà à, con gà. Mình có thể lấy mấy cái cái này mình nhớ tới hồi mình chơi Far Cry á. Nếu bạn nào chơi Far Cry Primal các bạn cũng biết lớn đúng không? Nó đòi bạn đi lấy thịt mấy con như là Honey Badger á. Mà gặp mấy con đó cả tỷ năm nó mới spawn được mấy lần vài chỗ trên map. Đó. Mà nó muốn tìm được cái đó cũng hơi khó. Hay là stealth take down đi ha. Rồi đây. Đây không có con nào á. Chết liền. Strider. Rồi ok đi. Con kia chưa thấy mà, nhưng mà hồi kệ đi, chắc nó cũng không quan tâm đâu. Mấy con này nó vậy. Nhưng mà mình cũng không ngờ đi có một đường mà phải né con này quá trời luôn, mấy con này quá trời luôn. Tới rồi, chúng ta tới rồi. Cái mà chúng ta làm cái mà cái the proving thì phải, hình như vậy. Mother's crown feels more like a military camp. Có người dân quá trời luôn à. Here she is. They made her a secret. The war chief đâu rồi? Bả đâu? Sona đâu? The girl with the mark of a seeker. The sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose, but I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight and pray to the goddess. So you're in charge of the defenses here? Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You miss my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. I should be going. All right.
Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Nhưng mà tính ra một cái điều mà mình vui nhất trong cái tập trước đó chính là cái thằng quần Pass nó chết rồi. Nhưng mà chưa dừng ở đó là mình còn nghĩ là mấy cái nhân vật này nó chưa hẳn là chết đâu. Theo cá nhân mình nghĩ thôi là chúng ta có thể là fast travel system allow you to quickly return cái fast travel mà tôi không cần nó lắm, mà tùy trường hợp thôi. Tức ý mình là mình nghĩ là nếu chúng ta đã liên cái game này nó đã liên quan tới cái vụ mà nếu mà nào tới một cái ông gì đó, ông có bán một cái gói legendary fast travel, tức là bạn hãy fast travel unlimited luôn, không chúng ta không cần phải mua fast travel lẻ nữa và giá cả phải chăng hơn nhiều. Và cái ý nãy mình đang nói đó chính là nếu mà cái chuyện của chúng ta đã liên quan tới cái vụ có thể là khả năng là tương lai hay cái gì đó thì có khi nào, tại mình cũng không có nghĩ là ba mình chết, bố mình chết liền đâu. Mình chưa có hề coi spoil này rồi, mình cũng chỉ nghĩ trên phương diện cá nhân rồi nghĩ vậy. Có thể là bố mình vẫn còn ở đâu đó. Có nhiều bạn nói là ông ấy không phải là bố mình, ông chỉ là chỉ nuôi mình thôi. Ừ, cái đó đúng. Nhưng mà ý của mình đó chính là thì có lẽ là có cách nào đó ông sẽ sống lại, kiểu như là cổ mấy thời gian hay cái gì đó, ví dụ vậy, không biết nữa. Hoặc là một cái thể loại, hoặc là có một số chuyện mà chúng ta chưa rõ, và cái đám giết người kia nó sẽ dẫn mình tới đâu, và chuyện nó sẽ đi về hướng nào, và chuyện sẽ xảy ra, vẫn có thể. Tại nếu mà cái nhân vật nó không đóng, nó đóng vai trò, nó chỉ đơn giản như vậy. To clear a corrupted zone, kill a corrupted machine area. Đây coi nè, corrupted zone, chúng ta phải dọn dẹp nguyên cái corrupted zone này sao? Với cái corrupted zone này, clear hai cái zone là phải giết hết. Ok, no problem. Wow, bấm nhầm nút. Để coi con này nó weakness lửa hả? Con này nó sợ lửa. Để mình đổi cung tên cái nhẹ. Con này nó sợ lửa, đúng rồi. Ồ, một phát nó nổ banh xác luôn. Hay. Tao thích rồi đó. Nổ, phải nổ vậy chứ. Mình lên tới trên đây nó không có phá được. Đó, nổ nè, nổ nè. Nổ đi em. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, tránh xa ra, tránh xa ra. Đó, đó, đúng rồi, nổ đi, đúng rồi. Ủa mới đó, clear luôn á hả? Nhanh vậy? Mình cứ tưởng là phải làm nhiều chuyện lắm, nhưng ủa gì mới đó, clear cái rồi. Nhanh vậy? Để mình coi con này có gì ta. Ủa mình lên level 8 luôn rồi. Chúng ta có một cái skill boy nữa. À không, hay là chỉ đơn giản là chúng ta phải clear mấy cái con mà corrupted thôi, chứ không cần nhất thiết là phải clear nguyên một khu. Ừ đúng rồi, chúng ta clear được một đứa nè, một cái nè. Nắm được cái điểm yếu của nó là dễ dàng nhất. Các bạn bắn thẳng vô cái cục đó luôn. Mà bằng lửa nữa thì nó đỡ đâu được. Mà mình cũng không ngờ là nãy nó nổ đến mức độ như vậy, nó nổ đùng một phát luôn. Ô. Bandit Talk. À, đám cướp vặt. Ngoài đây mà cũng có ăn cướp nữa sao? Headshot. Để vô chỗ này bắn này nó không phát hiện ra được. Show your face so I can slice it off. Đó, phải vậy chứ.
Hay quá đi thôi. Nghĩ sao bồ. Ê, bồ chơi căng chứ bộ. Bandit Fighter Medal Show, mấy hàng này cũng có Medal Show nè. Ngon sao, chúng ta xử được tụi nó rồi. Desert Class, mấy này đồ cũng không có gì quá đặc biệt. Begin the Hunting Trails. Từ từ, cái này để mình coi, mình còn một cái zone để clear nữa. Cho nên cứ bình tĩnh, cứ từ từ. Game này cũng khá là dài cho nên làm mấy cái như vậy kêu là mình làm khá là dài, nhưng mà nói thật là nếu bạn không làm dài thì bạn coi sau này nhiều tập nó cũng nản lắm. Tại mình coi nhiều, ý có con cháu dễ thương nó bắn coi. Ủa đó rồi. Ồ, có cái skin của con cáo để mình nâng cấp mấy cái kiểu. Thì cái do là cái game này nó dài nên mình mới quay nó mỗi tập nó dài ra vậy đi các bạn có thể. Nhất là có nhiều bạn cũng thích coi dài, với lại hai là với cái thời lượng như vậy để mình khỏi làm loãng cái cốt truyện nó ra. Các bạn nếu mà mình quay một cái game mà mình quay tới mấy chục chap thì nó hơi phê. Với lại cá nhân mình thấy thì nó cũng làm dài quá. Nghĩ sao vậy bồ, tưởng nó lén được anh mày sao? Còn nào nữa không ta? Đó, có hồ máu liền. Mình cũng thấy là thích cái game này ở chỗ là cái thế giới của nó đúng nghĩa hoang dã luôn, và lúc nào cũng có quái như thế này. Và không có những con các bạn sẽ thấy đề nó chỉ đề chữ hostile, tức là rất là manh động. Nói đơn giản là rất là manh động, tức là tụi nó rất là hiếu chiến, tức là động vật mà nguy hiểm á. Nói chung là đơn giản là nguy hiểm. Và đồ có những con mà không có đề hostile, tức là những con này nó không nguy hiểm kia là chỉ đồ máy móc, nhưng mà nó chỉ là bình thường thôi, đóng vai trò bình thường như những con vật khác thôi, chứ nó không có nguy hiểm như những con kia. Để mình đi lẹ lẹ tí tại có cái con kia nó phát hiện ra mình. Ồ, cái gì đây? Màu tím luôn, ghê vậy. Màu tím luôn, Metal Flower Mark 1. First Metal Flower found. Ồ, ngộ ta. Kinh nhờ. Cái này dùng để làm cái gì ta? Đây còn mình còn modify được cái gì không ta? Cái đồ mình đang mặc tính ra nếu mà cũng không bằng cái đồ kia, tại vì mấy này nó chỉ tăng có 5. Còn nếu mà cái đồ kia nó tăng tới 15 thì đồ này chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần nhiều cái mơ đồ short hơn với cái kia để chúng ta lấy cái đồ kia mặc. Chứ không có đơn hơn. Cái đồ này nhìn nó đẹp thiệt nhưng mà nó cũng không mạnh lắm. Trap and potion, để coi mình nâng được cái gì đúng không ta. Outfit satchel, các bạn có thể nâng cấp để chứa nhiều đồ hơn được nè. Rich meat, này phải kiếm thịt heo hay thịt gà gì nữa. Để coi mình chứa Hunter Bolt nhiều cung hơn được. À đây được 40 cây cung một lần. Rabbit Bone, chúng ta phải kiếm thêm xương heo với da heo, da mà heo rừng á, với lại xương thỏ nữa. Cái này chắc là phải cần mình coi xem xét lại mình còn như nào không ta. Rich meat mình có một cái mà mỗi lần như vậy nó đòi hỏi có một cái mà cũng đâu có nhiều nữa đâu. Càng về sau nó càng đòi hỏi những cái nào nó khó tìm hơn thì có thể. Chứ để coi này còn modify được cái gì, nó chỉ empty slot cái mà mình đang xài đây. Nếu mà bạn nào xài hai cái cung cùng một lúc thì mình có thể là mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng với nhiều cái mục đích khác nhau hơn. Với lại kiểu như có cây này nó có khả năng xuyên giáp á, kiểu như mình đang để ở đây xuyên giáp rồi. Damage coin, tier coin.
Hồi nãy giờ nó còn xuyên giáp kinh hơn nãy nữa. Xuyên giáp tới 34, này 30. Không mà đáng lẽ là mình phải để xuyên giáp sang cái con này, tại con này 30 sẵn nè. Con này lúc đầu ban đầu có 1 dạch, mà con này tới 2 dạch rưỡi luôn. Mỗi nhiều đấy coi, lửa thì con này 16, con này 12. Để coi, mỗi con này đều có tăng đam nhẹ đi. Damage đó tăng đó, xong rồi chúng ta sẽ gắn hai cục này lên hai cái khác nhau. Kacha Hunter Bow Rare 17 nè. Đam 17, xuyên giáp 25. Cái là mình sẽ dùng cái Kacha với Panuk đi. Để mình bỏ thêm được không ta? Bấm nút nào đâu rồi? Equip, bấm nút equip đâu rồi? Có cách nào để mình nâng cấp cái cây giáo mình, cây giáo nào mạnh hơn tí được không ta? Equip vô bên đây đi. Sẽ tùy trường hợp mình sẽ lấy ra mình xài. Special item, cái này dùng để trading with merchant. Không biết để trade được đồ gì nữa ha. Chúng ta có một cái skill boy đây và chỉ có nâng cấp được mấy cái hàng đầu thôi, mấy cái hàng sau cho đi là 23 23 23 thôi chứ. Critical hit hay là mình để dành skill để mình nâng cấp mấy cái khác ta? Low profile, mình nghe là mình nên để dành skill mình nâng cấp mấy cái khác đi, rồi mấy cái nào không cần á thì mình sẽ nâng cấp sau. Rồi ok đi tiếp. Đó. Chúng ta cũng gần tới rồi. Thỏ nè. Ý, con thỏ. Đúng rồi. Chúng ta đang cần thỏ. Bony meat. Chúng ta đang cần xương thỏ. Chúng ta đang cần xương thỏ với bên thịt thỏ mà. Sao mấy con này không có drop thịt thỏ cho mình ta? Giờ chúng ta phải đi tìm mấy con thỏ khác nữa sao? Giờ kiếm đâu ra mấy con thỏ như thế này? Giờ nó nhỏ quá, mình nhiều lúc mình cứ nhìn cũng không thấy nữa. Ôi, sao con này chết đi? Đồng đội ăn thịt hả? Chết tội vãi luôn. Ôi giờ chúng ta lên 2 dạch máu luôn nè. Cho mình coi. Skill 1 ấy là cái gì ta? Máu carry đâu rồi? Hộ máu increase save potion nè, đúng rồi. Cộng 3 capacity tức là lên 3 lần luôn. Chúng ta cần một xương cá nữa, giờ kiếm đâu ra xương cá nha mày xài. The fuck. Để mình lát hồi mình cày mình bơi lội thử coi. Ồ, mấy con này. Hostile machine, Lance Horn. Body weakness, không có điểm yếu luôn. Căng vậy bộ. Chắc chắn là phải điểm yếu, nhưng mà ấy là chúng ta chỉ có thể bắn được body nữa thôi. Nhưng mà nếu mà mấy con này nó không đụng chạm mình thì thôi tạm thời cũng đừng nên đụng nó. Trừ khi là mình phải đi qua nguyên một đám này để mình đi tới được cái đích của chúng ta. Sao đi hồi cái gặp con này gặp con kia hoài ta? Từ từ đó.
Nhìn mấy con này nó bự phết rồi đấy chứ. Nếu mà chúng ta giết mấy con này thì chúng ta được cái gì ta? Rồi. Nó bự phết ra luôn. Nó sợ lửa nè. Sao thuốc, à con này mình giết rồi. Tướng tướng nó bự thôi, nhìn lúc đầu nhìn vô cái tưởng sợ nhưng mà tính ra nó cũng không đến nơi nào, vốn gì mà đã giết nó trước đó rồi. Chúng ta gần tới rồi. Cái tập lần này các bạn, chúng ta đi nhiều hơn là chúng ta coi cái scene ha. Đỡ hơn mấy cái tập trước. Chúng ta tới một cái làng rồi ta. Ý nhưng mình vừa mới thấy con thỏ thì phải. Ủa. Ê mà khoan, đây là mình coi mình có cá không. Nếu chúng ta có cá chúng ta có thể nâng cấp được cái gì đó ta. Con cá luôn đây. Nâng cấp được cái hồ máu. Nhưng mà chỗ này là không có cá mới đâu chứ. Chúng ta chỉ cần giết mấy con Corrupted này thôi. Here they come, Corrupted Watchers. Bạn nào đây coi cái nó sợ gì, sợ lửa. Xuyên, cái này là xuyên giáp 13 năm 160. Được, cái này đam cao nên mình thử cái này trước đi. Để mình có một Silent Strike được con này không? Bé đã chết. Level 9 luôn. Chúng ta có 2 skill rồi. Chúng ta bị dính cái Corrupted luôn. Vãi cái đấy. Nếu mà chúng ta strike như thế này sẽ bị dính Corrupted mới đâu nhé. Chết đi em. Trời, phóng như tên lửa vậy bạn. Mấy con này nó có nguyên cái cục trên lưng, nhìn cũng khá là thú vị phết đấy. Trời, con nào giữa nó bắn nha. Nhìn đi vừa mới bắn mà vậy. Ừ, nó vừa mới bắn rồi. Vậy mới ghê chứ. Trời. Mình bắt đầu thích rồi đó. Ôi, máy gì cũng dính hả trời. Thôi là mình có nâng cấp skill đó. Đáng lẽ mình bấm cái whole strike from above stealth kill nó. Ôi vậy nó vẫn tính là stealth kill. Nếu mà bạn nào strike from above được thì nó vẫn tính là stealth kill mặc dù nó đã phát hiện ra mình rồi.
Giờ đi lượm mấy cái con này thôi. Coi xác mấy con này nó có gì ta. Giờ trời mưa nó mới ghê chứ. Nếu mà nãy mình đứng gần quá nó cũng dính corrupted luôn. Cũng hên đó là nãy mình lụm máu tới hai vạch luôn á mà quánh nó còn vậy á. Con heo. Heo rừng. Rich meat, fatty meat, bony meat cũng đỡ, lấy hết đi. Chúng ta cần phải có con thỏ nữa là chúng ta nâng cấp được cái kia rồi, là chúng ta sẽ lên được ba vạch luôn chứ chỉ hai vạch không. The War Chief Trail level 7, chúng sẽ có nhiệm vụ go to the Culture Board of Frog, cộng 6.000 với cộng 1 điểm skill point. Chúng ta đang làm này mà gần xong rồi. Chúng ta sẽ được cộng thêm được điểm skill boy nữa, mặc dù chúng ta có 2 điểm rồi. Nào, nó nào làm thiết bị chỉ đường hay thiệt luôn á. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ đường tiếp của em. Campfire, để mình save ngay chỗ này đấy cả lấy. Game save cũng khá là nhanh. Mỗi lần save cái đó là nó còn tính cho thời gian nữa, là tức là nếu mà bạn đang save nó buổi sáng thì nó sẽ chuyển sang buổi chiều luôn. Hoặc là một cái buổi nào khác, ví dụ vậy. Để coi mình còn upgrade được gì nữa không? Resources. Quest, cái này để mình coi skill đó. Balance em là trên dây thừng này, kiểu. Nhưng mà bị cái nếu mà bạn không cái nâng cấp cái đầu tiên thì bạn sẽ không nâng cấp được cái thứ hai. Xuyên giáp 2 hả? Được không ta? Ôi vãi. Ông thanh niên nào đặt cái tên giống y chang cái tên mình trên Uplay. Mà có dấu cách. Precision cộng Engines not cop này chỉ đơn giản nó đẩy vậy thôi. Combat override. À, tăng thời gian các bạn có thể điều khiển nó hơn thêm 50% nữa, lâu hơn một tí. Scavenger. À, chúng ta sẽ có cơ hội để kiếm được nhiều món đồ hơn khi mà loot này nọ. Down the machine. Cũng đỡ. Mình đâu biết còn nên nâng cấp cái nào chút ta. Mình lại khoái vụ anh lộn hơn. Strong Stride. Tăng 15% đam. Mấy cái Stride giống như Silent. Đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên. Để coi đánh từ dưới lên nè, 3 cái được. Stride from below. Giống mấy cái game cái gì mở khác. Nói chung mình cũng lên gần lên level 10 để mình lại nhận nhiệm vụ. Cái đó mình sẽ nâng cái Stride from below á. Nó cũng khá là hay, mình thích mấy cái này. Thích hợp cho mấy cái nhiệm vụ mà bạn có thể muốn đi stealth cái kiểu á. Là bạn nên giết nó từ dưới. Ví dụ như bạn chèo chèo, ví dụ như nãy nó có hướng dẫn này nè. Sợ lửa hả? Con này nó sợ lửa. Và nó có điểm yếu là cái trên đầu nó.
nó vẫn chưa phát hiện ra mình. Wow 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 wow. Mấy con này kiểu như nó không ra được chỗ này sao ta? Nó bắn tình lửa luôn mới ghê chứ. Ủa mà nó dừng ở đó. Nó bắn cái corrupted vô người mình luôn mới ghê chứ. Không biết là mình có strike mấy con này được không ta? Tại mình thấy nó bự quá, mình cũng biết nó strike được. Ôi mẹ ơi, nó chọi đá gì cũng dính nữa hả trời. Hết cơ hội. Đúng rồi, cái nó tới chỗ này nó bỏ nè, không đánh được nữa. Tao biết quá mà, vậy cũng mất máu nữa. Né mà. The fuck. Tính là nếu mà cái viên đá nó gì nó dằn gần bạn quá bạn cũng mất máu nữa, cũng ngộ ghê chứ. Mày đem đây, để mình thử cái cây này coi, là nếu mà bắn lửa với con này thì không biết đam nó có cao không. Cái cây này là đang nó làm đam một phát tới 8 đam rồi, mà cây này có 3 đam. Mình thử lại cái cây này. Đó, 4 nè. Đỡ hơn được tí. Nãy mình thấy nó rít lên tới 8 đam rồi. Con này giống như nó quay lại chọc cười mình đó mày. Chưa chết nữa mày. Rush level 10, tất nhiên rồi. Không lên level 10 tao cũng thấy ngại cho bản thân. Inventory skill, đây 3 skill đây. Learn skill đó. Quất liền cái skill nó lộn liền. Mấy cái con này dường như nó không có thành vấn đề lắm ha. Ok. Bắn hồi nó chết trái là xong. Truly the sun shines upon us this day. It wasn't the sun risking its ass down here. Metal burn. Đâu rồi? Để mình lượm đồ trước khi mình vô coi. So, will you open the gate for me now? You heard her. Open the gates and send word to Captain Balon. Where are you headed, girl? West to Meridian. The way of broken stones is a hard run, even in the best of times. You might want to have a word with Captain Balon. He came from Meridian not long ago. You find him in the fort, on a balcony to the left, overlooking the valley. Okay, thanks. We're the ones who should be thanking you for taking down those machines. Walk in light, Nora. Tất nhiên rồi, mấy chú là phải cảm ơn tôi nè. Hình như nó cho mình một cái skill boy phải, tại mình làm xong cái nhiệm vụ. Ừ đúng rồi, nó cho mình một skill boy. Cái này nó cho không thì mình nghĩ là mình nên nâng cấp mấy nào trong đây để mình có thể đẩy mấy cái này xuống. Fought back the corruption. Ồ, nó cho mình quá trời cái trophy luôn nè. Để coi mình có silent drop nè. Critical hit. Ủa, nếu mà nó đã chết rồi mình còn cần phải đánh chi nữa ta?
Mình cũng đang tự nghĩ lại. High damage attack on down enemy, nó đã gục rồi, chắc cũng có lý do gì đó. Double shot hả? Bắn một lần hai cung, cũng hay. Hay. Nhưng mà nó đòi hỏi là phải có cái heavy lifter, là phải có cái này. cũng nhiều cái cũng khá là liên quan đó. Thế cơ mình còn nâng nào, silent drop nè. Ok, silent drop đi. A seeker at the gate. Gì 1800 mấy ghê vậy? The city of the sun. The world beyond the sacred land. Day Tower Gate. And learn everything he knows. Who the killers were. Go to Meridian. Chỗ đó nhìn có vẻ xa. Đẹp vãi. Anh thấy con chim từ từ bắn cái. Olin's trail leads to Meridian. When I catch him, ê, cái con này nó xa vãi mà. Nó tính ra nhìn kỹ, nhìn nó giống con rồng nhiều hơn là con chim á. Tại nó bay tuốt cái chỗ bãi đất trống kia mà nó, nhìn nè. Nó bự vãi ra trưởng. Tính ra nó bay lại gần, chắc nó bự vãi trưởng luôn á. Này không phải chim thường đâu, đúng rồi á. Đúng rồi, này đâu phải chim thường đâu. Nhìn nó con nó cũng ghê chết mẹ ra. Có cái đường nào đi nhanh hơn không? Fast travel coi. Trời ơi. Cái này đi bộ chắc chết. Can't fast travel. Chết cha rồi, không fast travel là được rồi. Không fast travel thì đi bộ thôi. Không fast travel được thì mình đi bộ thôi, bình thường. Bình thường như cân đường hộp sữa. Cái đều trên đường đi thì nó quái nó khá là nhiều. Đây coi mình coi cái quest coi. Create region hunting ground open activities. Này là như nhiệm vụ phụ vậy phải. Hunting ground nó khác nha. Mình đang làm nhiệm vụ chính mà go to Meridian. The Forgotten. Còn 1000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ. The City of the Sun. 1600. The White Chief Trail. Ủa nó dẫn mình tới này mình vừa mới làm nãy rồi. Ok. Này mình nãy làm nãy mình đâu có làm được nữa. Giờ mình có thể làm hunting crowd ấy, kiểu full half sunbox, full sunbox, blazing sunbox, park wrangling trials, tie down tremblers. Ok, đây cũng hay nhé. Activate quest. Nó tính ra này được cũng khá là nhiều điểm kinh nghiệm nha. Ok. Corrupt the zone. Cái này cái bà đi. Tính tới cái này đi chứ rồi tính. Ôi chỗ này đẹp vãi luôn. Phải nói là rất là đẹp. Đẹp lắm luôn. Là cái game này là mình nhớ tới cái game Metal Gear Solid phần 5 á. Cái cách mà nó tạo dựng hình ảnh, khung cảnh đó kiểu. Mình cũng không ngờ thế giới nó rộng mở mà lớn như vậy. Hay thật, đẹp, rất là đẹp. Rất là đẹp là đằng khác luôn á chứ. Biết có merchant hay gì đây không? Biết ngay thế nào cũng có merchant đứng ở đây. Outfit, card, mỗi thằng này cho là xem nó bán sẽ mỗi món đồ khác nhau. Thì coi này bán đồ legendary có gì. 3 slot luôn. Bán món kia spa slot luôn. 15 survival heavy 900 metal shard, nó vẫn mắc như cũ ha. 1000 metal shard, 1001. What the fuck.
Orsaram Arrow Breaker Heavy. Okay. Hunter Arrow Back Resistant Fast Travel Back. Đây đây, nếu bạn nào muốn mà Fast Travel vĩnh viễn luôn á thì chúng ta có thể mua được cái Golden Fast Travel Back bằng cách khá là đơn giản. Bạn có thể kiếm được một cái Fox Skin, mình có một cái nãy là mình bắn một con rồi. Và các bạn có thể mua thêm giết mấy cái con để kiếm Fatimid, mấy con heo hay gì đó là bạn sẽ có. Để này 50 Metal Sword nó sẽ giá nó sẽ đỡ hơn, nên một cái trick thôi. Tại vì nếu bạn mua Fast Travel Back như thế này á, mày nghĩ mày thấy cái giá nào 15 cái gỗ, 2 cái Metal Sword với một cái Rich Meat mà nó chỉ cho bạn Fast Travel được một lần thôi. Mà trong khi á cái giá vậy nó hơi bị mắc so với cái này, thà bạn bỏ 50 cái Metal Sword luôn một cái Fox Skin như hai này thì nó cũng không quá khó kiếm, nó rất là dễ ở đằng khác. Bạn có thể có một cái Golden cái này đặc biệt hơn và Fast Travel thẳng tiến luôn và unlimited luôn, không hết. Cho nên thiết nghĩ là này, nhưng mà bạn phải unlock được mấy cái chỗ nào có thể Fast Travel được á thì mới Fast Travel được, chứ có nhiều chỗ nó các bạn chưa tìm hiểu á, bạn chưa biết cái chỗ đó, bạn không thể nào Fast Travel tới chỗ đó được. Giống nãy mình cũng đang tính thử travel nhưng mà nó không được. Còn mình có cái nào mình upgrade nhẹ đồ vũ khí rồi chứ cung giáo của mình nó còn tởm lợm quá. Nó không có cái nút nào để cho mình so sánh ha. Metal Sword 800 cái, what the fuck. Ôi nhưng mà dù cái đam nó cũng khá là cao. Lại Fast Travel Back nữa. Nên mình coi mình craft được cái gì nữa không ta. Board skin cái này. Pony meat. Fish bone, xương cá giờ kiếm đâu ra ta trời. Fox bone. Bây giờ sao giờ kiếm được Fox bone ta. Carla Tripcaster. Để xếp lại coi. Ok, và có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây. Cái tập này cũng khá là dài rồi và mình mong là các bạn sẽ thích cái tập này của mình và các bạn hãy like và share và subscribe channel của mình để cho giúp cho channel của mình ngày càng phát triển hơn và có thể gửi gắm cho các bạn nhiều cái video clip hay hơn nhiều và những game như thế này. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Mình sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn.